Hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp tục cho cái phần nhập số liệu các chứng từ. Ở cái video trước thì chúng ta đã biết được cách để vào số dư đầu kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần mềm. Các bạn mở phần mềm, chọn dữ liệu là kế toán xây dựng theo thông tư 133, chúng ta chọn đồng ý. Đây, màn hình giao diện của chúng ta. Thường thì chúng ta bắt đầu bằng cái cách thức như sau. Tôi sẽ mở cái Word ra để tôi hướng dẫn cụ thể từng phần nhé các bạn nhé. Úi giời. Đấy, nhỏ nhỏ này nhé. Đầu tiên này, phiếu thu tiền. Trong các cái trường hợp mà các cái nghiệp vụ kinh tế phát sinh như là thu tạm ứng này. Rồi thu tiền khác, rất là nhiều các cái khoản thu khác nhau tùy vào nghiệp vụ kinh tế phát sinh các bạn nhé. Ở đây chúng ta lưu ý này, khi chúng ta nhập phiếu thu thì chúng ta kích vào cái biểu tượng tiền mặt, ở đây chọn thu tiền. Tôi nói qua cái giao diện tí nhé. Các bạn nhìn thấy ở đây nhé, là có một cái dòng sẵn ở trên này. Đó, về bản chất là cái dòng này là dòng lọc dữ liệu. Ví dụ như nó giải ra đây 1.000 cái phiếu thu, thì các bạn biết là ở đây các bạn chọn đối tượng này. Ví dụ bạn bạn thu tiền cho Nguyễn Văn A thì bạn đánh vào đây là Nguyễn Văn A này. Đấy, Nguyễn Văn A thì nó sẽ lọc cho các bạn các chứng từ liên quan đến Nguyễn Văn A. Ở đây thêm mới bằng cách là chúng ta kích chuột vào đây, hoặc là chúng ta kích chuột phải vào giữa màn hình, hoặc là chúng ta ấn Ctrl N để có thể thêm mới. Ở đây tôi ấn Ctrl N nhé. Như các bạn nhìn thấy là ở đây có danh mục các đối tượng. Bình thường ấy thì chúng ta có thể kích chuột phải kích chuột vào cái mũi tên xuống này, này. Chúng ta lọc đối tượng, ví dụ như chữ An là ra này. Đấy, Phạm Thị An này, ban quản lý dự án này, có chữ An trong chữ ban này. Đấy, thế nhưng mà ở đây chúng ta cũng có thể là không cần phải lọc ở đấy, chúng ta lọc ở đây luôn này. Đánh chữ An, các bạn nhìn thấy không? Nó hiển thị ở đây cho các bạn. Ví dụ đây, chúng ta thu tiền này. Lý do nộp là thu lại lại tiền tạm ứng. Đấy. Chúng ta đánh từ 00201 đi. Rồi, thu tiền tạm ứng ở đây đương nhiên là 141 các bạn nhé. Ví dụ như ông này ông ứng 10 triệu ông chả làm cái gì cả đúng không? Không làm cái gì cả, chúng ta chọn lưu này. Rồi, khi các bạn chọn lưu thì chúng ta có thể in ở đây. In chứng từ ở đây, chúng ta chọn thực hiện. Rồi. Cách thức để thu, ví dụ như bây giờ thu cho nhiều đối tượng trên một phiếu thu. Có một người là người ta làm đại diện cho những đối tượng còn lại, ví dụ như có ba ông tạm ứng nhưng mà một ông đến là trả lại tiền cho công ty, là tôi thay mặt những người kia để nộp lại tiền, thì chúng ta khi chúng ta thêm mới ở đây, chúng ta ví dụ như là thủ quỹ này, thủ 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 quỹ đâu, Nguyễn Văn Quỹ đấy đấy đúng không, ở đây này người nộp tiền là nhá, lý do nào mình thu lại tiền tạm ứng của ba người ai ai đấy đúng không, các bạn đánh dấu vào đấy, chấm phẩy đúng không. Rồi ở đây chúng ta 0301 thì cái dòng ở đây đấy, các bạn biết là khi mà thu lại tiền của ba người thì trước đây là ba người này là ba người đấy lại từng người một đi ứng. Bây giờ làm sao để đối trừ công nợ lại cho người ta mà chỉ có mỗi một ông Nguyễn Văn Quỹ mà in lên trên phiếu thu thôi. Là ở đây chúng ta chọn 141 này. Ví dụ ông đầu tiên ông ứng 2 triệu. Chúng ta chọn ở đây. Và cái đối tượng này mới là cái đối tượng quyết định công nợ các bạn này. Đấy, ví dụ ông thủ kho. Đấy, xong. Copy dòng này xuống. Đây tạm ứng của đây là ông kho này. Đấy.
Tiếp theo là thu tiền tạm ứng của ông nào đấy, đúng không? Cũng là 141, ông này ứng 1,5 triệu. Đấy, thì đấy, đối tượng công nợ ở đây là chọn là người khác, Nguyễn Văn Tài. Đấy. Chúng ta đánh lại đây, Tài. Rồi. Ở đây thu lại tiền tạm ứng của ông này là 3 triệu. Ông này là ông thủ kho. À, thủ kho rồi đúng không? Thủ kho bên trên rồi đúng không? À, thu lại tiền của Phạm Thị An, ví dụ thế. Thế thì ở đây là cái đối tượng, chính cái cột này là cột quyết định cái đối tượng công nợ các bạn nhé. Bất cứ ở cái màn hình nhập chứng từ nào thì cái đối tượng, bình thường khi chúng ta là đối tượng này là một đối tượng công nợ thì phần mềm sẽ tự động đưa cái mã đối tượng xuống đây, tức là nó gán vào cái đối tượng chúng ta chọn trên này. Nhưng mà nếu mà chúng ta thu cho một đối tượng ấy, thu cho nhiều đối tượng, nhiều đối tượng đối trừ công nợ thì chúng ta sẽ lập chứng từ phiếu thu như này. Chúng ta chọn lưu, chúng ta chọn in như sau. Đấy, tổng cả là 6,5 triệu. Rồi, ok, đấy là phiếu thu các bạn nhé. Thường thì đối với các công ty về thi công công trình ấy, các công ty về thi công công trình ấy thì cái tiền mà tiền công trình người ta chuyển thì chuyển qua ngân hàng thôi, chứ không phải là chuyển qua cái làm phiếu thu được, vì giá trị nó thường nó là rất lớn. Giờ còn có một cái phiếu thu nữa mà tôi muốn nói ở đây, chính là cái phiếu thu tiền mà vừa nghĩ ra bây giờ quên mất rồi. Thu thôi, phiếu thu thì chắc là thế thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện các cái chứng từ phiếu chi liên quan đến cái trường hợp phiếu chi. Phiếu chi thì các bạn là chi chi tiền ấy. Chi tiền thì rất nhiều các cái đối tượng, rất nhiều các hình thức chi khác nhau. Chi tiền tạm ứng, rồi chi lương, rồi chi phí quản lý, rồi chi phí dịch vụ dùng chung cho công trình. Rồi. Rồi khác nữa, rất nhiều các cái chi khác nhau. Đấy, tiếp khách này. Đúng không? Tiếp khách này. Rồi là công tác phí này. Rồi. Rất nhiều cái khác này. Ở đây chúng ta vào phần mềm nhé, chúng ta chọn nghiệp vụ tiếp này. Đấy, chúng ta chọn tiền mặt này, hoặc là chúng ta kích sang đây. Đấy, chúng ta chọn chi tiền. Đấy, các bạn nhìn thấy này, phiếu thu này, phiếu chi này. Tí nữa mà tôi nhớ ra cái hình thức thu như nào nữa thì tôi sẽ bổ sung thêm các cái phiếu thu nhé. Đây, phiếu chi tiền. Chi tiền ấy thì các bạn biết là cách thức lập thì nó cũng giống như phiếu chi, phiếu thu thôi, nhưng mà nó có thêm cái phần là khi mà chi tiền là những cái khoản chi nó nhỏ, nó dưới 20 triệu ấy, thì thường chúng ta chi bằng tiền mặt trực tiếp. khi chi bằng tiền mặt trực tiếp ấy, thì thường là chúng ta có cả hóa đơn thuế để thanh toán. Ví dụ như ở đây là chúng ta quỹ chi cho ông thủ quỹ đi mua này, mua văn phòng phẩm. Rồi, ở đây 0401 nhá, chi mua văn phòng phẩm. Thường văn phòng phẩm chúng ta đưa vào 642 luôn. Ở đây ví dụ như là tổng mua là hết 5 triệu, cả thuế giá trị gia tăng là 5,5 triệu. Chúng ta chọn đây, chọn sang phần thuế nhá, thuế 10%. Tôi chả nhớ là văn phòng phẩm là 10 hay 5% nữa. Đấy, thì các bạn nhìn thấy cái tiền tính thuế này là 5 triệu. Tiền thuế là 5,5 triệu, 500 nghìn.
ở đây tổng cả là 5 triệu rưỡi. Thì cái ngày hạch toán thuế là cái ngày thường thì chúng ta để cái ngày toán này nó trùng với ngày ghi sổ, ngày chứng từ. Thế cái còn cái ngày hóa đơn đây là chúng tôi, cái hóa đơn này là mua hôm mùng 2. Thế các bạn biết là khi các bạn làm ấy, thì các bạn lưu ý là chúng ta phải chọn ở đây này, đầy đủ này, hóa đơn này. Rồi, số hóa đơn 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 số nhá. Nhóm hàng hóa dịch vụ là nhóm 1. Rồi. Mã số thuế. Ở đây là đối tượng bán văn phòng phẩm cho mình. Nếu như chúng ta không chưa có ở đây thì chúng ta chọn, chúng ta xóa cái mã này đi. Chúng ta đánh vào công ty trách nhiệm hữu hạn văn phòng phẩm. Rồi mã số thuế 0123456789 đấy. Địa chỉ, các bạn địa chỉ của công ty các bạn nhé. Cái này là cái thông tin để lên bảng kê thuế này. Còn cái này là cái người thanh toán này. Các bạn lưu ý phân biệt rõ ràng nhé. Ở cái thông tin mà lên bảng kê thuế với cái những cái đối tượng mà cung cấp hóa đơn cho mình ấy là nó nằm ở cái trang này. Đấy. Rồi lưu. Chúng ta thêm một cái nữa là cũng là ông gì nhỉ? Có ông gì ở đây, ấn vào đấy xem nào. Nguyễn Văn Tài đi. À, địa chỉ văn phòng công ty đi. Rồi, lý do chi? Thanh toán tiền công tác phí. À, cái này là có hai cái. Các bạn lưu ý là thanh toán tiền công tác phí thì có hai kiểu công tác phí. Kiểu thứ nhất là đi làm việc cho công ty, là đưa vào chi phí quản lý. Kiểu thứ hai cũng làm việc cho công ty nhưng mà đi khảo sát các công trình hoặc là đi trực tiếp các công trình, thì cái khoản chi phí đấy thì chúng ta biết là chúng ta sẽ đưa vào chi phí chung của công trình để phân bổ, ví dụ thế. Nhưng mà có nhiều bạn thì bảo thôi những cái này nhỏ nhỏ cái này cho vào chi phí quản lý hết, thì tùy, cái này là tùy từng các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ hạch toán tiếp này. 0501 ông bảo là năm ngoái tôi có đi đấy. Ông này là ông có một đợt đi công tác thì ông sẽ thanh toán là cái phí, là ví dụ như đây là 1 triệu. Dĩ nhiên các bạn biết là đối với tài khoản 622 thì chúng ta sẽ hạch toán bên này phần kê thuế riêng của 622 nhá. Ở đây này, thanh toán luôn này, tiền công tác phí khảo sát 3 công trình đấy. Lần này lại là 3 công trình chứ không phải là 1 công trình, nhưng mà cái khảo sát này là 3 công trình khác nhau ấy. Thì ông lại ông lại có một chút vấn đề là ở chỗ là thanh toán cho 3 công trình. À, nhưng mà cái chi phí công tác phí này thì là ông đi ông mua xăng, ông đi ông đổ trên đường 154. Dĩ nhiên những cái chi phí nào hợp lệ các bạn cho vào nhá. Ví dụ như đây là 600.000. Đấy, tiền xăng. Thế ở đây thì các bạn lưu ý này, khi hạch toán ấy, tài khoản 154, nếu các bạn lưu nhá, phần mềm sẽ báo ngay là tài khoản 154 chi tiết các khoản mục phí, phải chọn khoản mục phí, chúng ta sửa này. Ở đây chúng ta chọn chi phí chung, sản xuất chung. Đấy, nhưng mà nó không cụ thể công trình nào cả. À, thì vì cả 3 công trình thì chúng ta sẽ để 154 chi phí chung để cuối kỳ phân bổ. Sau cái khoản này các bạn nhé, thì chúng ta lưu ý này, cái tiền công tác phí này này là chỉ có 500.000 là có hóa đơn phòng nghỉ thôi, tức là người hóa đơn khách sạn, còn 500.000 còn lại là tiền công tác phí do công ty hỗ trợ. Thế thì ở đây cái hóa đơn kê là chỉ có kê cái hóa đơn của nhà nghỉ là 500.000. Và ở đây cũng thế, cái nhà nghỉ này cũng là một hóa đơn khác là 600.000. Chúng ta sẽ kê hai dòng. Đầu tiên này, hóa thanh toán tiền phòng nghỉ. Rồi 133 đúng không? Thuế suất 10%. Tiền tính thuế 500.000. Được chưa các bạn? Ngày hạch toán thuế 0501. Đấy. Ngày hóa đơn là ngày của năm ngoái nhá. Ví dụ như đây là 20 tháng 12 2019
Rồi, loại hóa đơn là giá trị gia tăng. Chúng ta lưu ý này, ngày hạch toán là ngày đưa vào sổ này, ngày hóa đơn là ngày của hóa đơn này. 0 9 8 7 6 5. Rồi. Đấy, nhóm hàng hóa dịch vụ này, nhóm 1. Rồi, ok. Đối tượng chúng ta hạch toán vào khách sạn. Alo. Rồi. Mã số thuế 0 1 2 3 4 5. Đấy. Nhá. Tiếp theo kê hóa đơn thứ hai này. Cũng là thanh toán tiền phòng nghỉ. 10% 600.000. 600.000. Rồi, ngày đây là ví dụ như 31/12/2019. Đấy, cho tôi cứ như thế này. Đấy là các ví dụ nhá. Khách sạn này là khách sạn. Chỉ đây đúng không? Rồi. Sau khi chúng ta lưu làm xong ấy thì chúng ta lưu chứng thư lại. Rồi, ok, là chúng ta thấy là chúng ta đã có những cái chứng từ hàng hóa dịch vụ đúng không? Ở đây. Tiếp theo này. Chúng ta sẽ thanh toán một khoản chi. Chi gì ở bên này? Chi tiếp khanh, công tác phí, chi lương, chi tiền tạm ứng. Chi tiền tạm ứng thì chắc là cũng thế thôi đúng không? Nghệ An này. Tạm ứng lương. Ở đây là ví dụ 0101 đúng ngày Tết dương lịch đúng không? 141 ông này ứng 10 triệu. Rồi, ok, chúng ta lưu. Đấy là các cái chứng từ về các cái khoản chi nha các bạn nhé. Đây, tôi có nói thêm một cái nữa là trong cái chứng từ thu chi tiền ấy. Tiền. Có cái quan trọng này là thu tiền ngân hàng về nhập quỹ và chi tiền nộp vào tài khoản ngân hàng. Các bạn lưu ý hai trường hợp này này. Chúng ta chỉ lập chứng từ ở phiếu thu và chi, dùng chứng từ ngân hàng làm chứng từ gốc cho phiếu thu chi. Rồi, ở đây chúng ta vào phiếu thu này, chúng ta là rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ đúng không? Rồi, đây là ông quỹ. Rồi, quỹ này rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ. Rồi, tài khoản ngân hàng là nộp vào, rút từ tài khoản Vietcombank, ví dụ thế. 0601 1121. Ví dụ chúng ta rút 50 triệu. Các bạn lưu ý này, nếu như các bạn bỏ trống tài khoản ngân hàng ở đây thì các bạn không lưu được. Khi các bạn hạch toán hết tài khoản 112 thì phần mềm nó sẽ hỏi là 112 chi tiết theo tài khoản ngân hàng. Đấy là chứng từ phiếu thu nha. Phiếu chi này, chi nộp tiền vào tài khoản ngân hàng quỹ. Đây, chúng ta bắt buộc phải chọn tài khoản ngân hàng đấy nha các bạn nhé. Ở đây là 1001. Ở đây là 112. Đương nhiên rồi đúng không? 20 triệu đi. Rồi, chúng ta chọn lưu. Đấy là phần thu chi đối với tiền mặt. Sau đấy cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ làm theo thêm cái phần thu chi tiền gửi ngân hàng. Sẽ tiếp sau cái video tiếp theo của các bạn, các bạn sẽ đón xem cái video tiếp theo
để có thể xem được là chúng ta làm tiếp những cái nội dung liên quan đến chứng từ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ like, chia sẻ và theo dõi trang để có thể cập nhật tiếp, cũng như là đăng ký kênh YouTube để có thể xem được cái các cái video tiếp theo để hoàn thiện kế toán. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.